Đại sale các bác ơi, hôm nay thì bên trung tâm điện máy Ngọc Mai có một cái chương trình sale giảm giá cho các bác nhà mình về rất chi là nhiều các mã sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ ghè giá rẻ. Hôm nay thì sẽ có một cái chương trình sale giảm giá sập sàn cho các bác và có cái chương trình tặng quà 50k nha các bác nha, mua một tặng một nha các bác nhá. Đấy, các bác nào mà đang may mắn theo dõi được cái video này của em, các bác có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua cái mã sản phẩm nào, các bác có thể liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai là các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước nhá. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng. Và những cái mã sản phẩm ngày hôm nay khi mà các bác đặt mua, các bác nhớ là đọc cho em đúng tên mã nhá. Đúng cái tên mã máy mà em nói trên này nhá, để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm. Và đây một cái mã sản phẩm đầu tiên mà có một cái chương trình sale giảm giá kịch sàn cho các bác luôn. Một cái sản phẩm hàng mới tanh luôn, mới về luôn nhá, mới về. Đấy, tuy nhiên là cái đợt này bên em về ôm lô một cái số lượng lớn nên là sẽ có một cái chương trình giá sale cực rẻ cho các bác luôn. Nào, trước tiên là em sẽ giới thiệu cho các bác này một cái thước rút tự hãm. Đây là cái thước rút tự hãm 7,5m nha các bác nhá. Siêu xịn sò luôn các bác ạ. Siêu siêu xịn sò luôn mà có một cái chương trình tri ân cho các bác. Có mức giá 50k thôi các bác ơi. 50k một cái thước rút xịn sò như thế này các bác có thấy không? Đấy, 50k một cái nha các bác. Ngày hôm nay này, bác nào mua thân máy khoan của Hucan. Nào, đây là cái thân máy khoan Hucan 13 ly có 3 chức năng các bác ạ. Điều chỉnh 20 cấp độ trượt và máy sử dụng động cơ từ không chổi than cho em nhé. Đầu máy nó sẽ là đầu kim loại 13 ly và chân pin phổ thông như thế này. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh khoảng cách nhau 4cm. Em có lắp sẵn vào cho các bác một quả pin để cho các bác nghe thử cái tiếng kêu của máy nhá. Đấy, máy chạy rất chi là êm các bác ạ. Với cái thân máy này các bác nhà mình dùng này, bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường đều ok luôn cho em. Cái thân máy này nha các bác gọi cho em là thân máy Hucan 522 các bác ạ. Đấy, các bác về các bác lắp vào những cái quả pin như thế này cho em. Quả pin chân pin phổ thông như thế này này các bác ạ. Pin 5 cell, 10 cell hay là 15 cell, 20 cell các bác vẫn xài được hết luôn cho em nhá. Thì với cái thân máy này là chưa kèm theo pin các bác ạ. Một cái thân máy như thế này ngày hôm nay em sale rẻ lắm, giá có 400 bao nhiêu? 490.000 thôi các bác ơi. 490.000 thôi nha các bác nha. 490.000 một cái thân máy khoan mà to chà bá như thế này luôn các bác ơi. Máy này lại hàng công ty, hàng chính hãng, được bảo hành cho các bác là 6 tháng luôn. Đấy, một cái thân máy như này giá có 490 thôi. Nào, em tặng cho các bác này một cái thước rút này trị giá 50k như này. Một cái thước rút của em rất là xịn sò luôn các bác ạ. Đấy, giá hời lắm, giá hời lắm nha các bác. Do là số lượng em về nó nhiều quá cho nên là em sẽ sale, sẽ bán tặng cho các bác cái mã này nha. Các bác nhà mình nhanh tay là sẽ mua được nha các bác nha. Đấy, bác nào mà mình có pin rồi thì mình mua. Đấy, bác nào mà chưa có pin nhớ là phải mua thêm pin, thêm sạc giúp cho em nha. Đấy, nhà em cũng có đủ hết các mã pin, mã sạc để cho các bác tham khảo và lựa chọn đấy. Tiếp theo là sang bên này các bác ơi, sang bên này là em sẽ sale cho bác luôn. Đây, ôi số huy một cái con máy khoan đi. Là máy khoan bê tông của Hucan luôn các bác ơi. Con này nó là hàng chính hãng, model của nó sẽ là HK90 nha các bác nha. Con máy khoan bê tông HK90 đây, nó có nguyên hộp như thế này các bác ạ. Đấy, nguyên hộp như thế này. Nào, một máy một tay cầm và phụ kiện đi theo cho em. Đây có hai mũi đục và ba mũi khoan luôn nha các bác nha. Hai mũi đục và ba mũi khoan bê tông cho các bác luôn. Đủ đồ để cho các bác xài. Đó, một cái con máy khoan gọi là máy ba chức năng có đảo chiều luôn. Đầu gài, đầu mũi khoan 2-26. Rồi ôi, máy đẹp và chắc chắn lắm luôn các bác ạ. Máy này công suất của nó sẽ là 1020W cho em nhá. Và ngày hôm nay thì em sẽ sale cho bác cái con máy này với mức giá có 900.000 thôi. Đấy, 900.000 mà các bác mua được một cái con máy khoan bê tông nguyên hộp hàng chính hãng như thế này, khẳng định trên thị trường các bác không kiếm đâu ra được đâu ạ. Ngày hôm nay nhá, bác nào chốt cái mã này em sẽ vẫn tặng cho các bác này một cái thước rút này trị giá 50k như này, xịn sò lắm các bác ạ. Các bác nhanh tay gọi cho em là khoan bê tông Hucan HK90, nhớ là báo nhân viên nhà em tặng cho anh cái thước 50k nha. Nhớ là báo tặng đấy, không phải nhân viên nhà em không tặng đâu, bởi vì là cái giá này là rẻ lắm nha các bác nha. Cái chương trình tặng này em sẽ tặng cho các bác khi nào hết thước thì thôi. Đấy, thước nhà em nó sắp hết rồi cho nên là các bác mua thì mình nhanh tay mua sớm thì mới được tặng quà nha các bác nha. Tiếp theo là sang phía bên này ạ. Sang phía bên này là em sẽ sale cho các bác đây một cái thân máy này. Úi dồi ôi, thân máy bắn bu lông này, thân X4 Pro các bác ơi. Thân bu lông X4 Pro các bác ơi. Đây, máy siêu đẹp, siêu nhỏ gọn luôn cho em. Đấy, một cái thân máy như thế này nha. Đây,
Cái thân máy này thì cái lực xiết của nó sẽ là 330 newton các bác ạ. Lực xiết 330 newton, và các bác nhìn giúp cho em nhé. Cái thân máy của nó rất chi là gọn gàng, đẹp và chắc chắn như thế này này. Đầu bu lông rỗng ạ, bu lông 1/2 bu lông rỗng nhá. Chân pin phổ thông này các bác ơi, chân pin phổ thông. Đây các bác nhìn cho em nhá. Em nắp vào một quả pin 10 xanh này rồi. Bác nhìn cho em máy chạy rất chi là êm và điều chỉnh được hai chế độ các bác ạ. Đấy, điều chỉnh hai chế độ nhanh chậm giúp cho em nhá. Máy chạy rất là êm luôn. Cái con này lực xiết của nó sẽ là 330 newton. Ngày hôm nay thì với một cái thân máy Hukan X4 như này, các bác gọi cho em là thân bu lông X4 nhá. Giá cho các bác nhà mình là 560.000 thôi các bác ạ, 560.000 thôi. Nhưng mà em sẽ tặng các bác một cái thức rút trị giá 50k như thế này nhá. Tính ra cái giá của nó hời lắm luôn, nên là các bác nhà mình chốt thì mình nhanh tay cho em nhá. Tiếp theo sẽ là một cái thân máy khoan 13 ly nữa này các bác ơi. Cái thân này là thân Hukan 13 ly nhá. Model của nó là HK533BL đấy các bác ạ. Đấy, với một cái thân máy như thế này thì các bác nó nhận nó sẽ có nguyên hộp như thế này. Có một thân máy và một tay cầm. Tặng kèm các bác một tay cầm nhá. Riêng cái thân mà 533 này này, cái đầu máy của nó sẽ là đầu 3 chức năng. Đấy, điều chỉnh 20 cấp chuột. Và cái đầu 13 ly này này, nó sẽ là đầu auto lock các bác ạ. Nó sẽ là đầu auto lock có khóa trục luôn nhá. Các bác dùng siêu ok luôn cho em ạ. Đây để em sẽ cho các bác xem. Đấy, con này nó là đầu 13 ly, đầu có khóa trục này các bác. Đấy, đầu auto lock có khóa trục nha. Siêu khỏe luôn các bác ạ. Đấy, máy vẫn là máy 3 chức năng và chạy động cơ từ không chổi than. Máy đẹp như thế này cơ mà các bác. Chân pin là chân pin phổ thông. Đây là em cho các bác nghe thử cái tiếng kêu của máy nha. Đây, điều chỉnh hai chế độ nhanh chậm các bác ạ. Rất là xịn sò luôn. Là cái này các bác gọi cho em là thân máy Hukan 533 nha các bác. Thân Hukan 13 ly 533. Đấy, giá có bao nhiêu? 630.000 thôi các bác ơi, rất là rẻ. Đấy, lại còn tặng các bác một cái thước rút như này nữa, rất chi là xịn sò luôn cho em. Các bác mình mua thì mình nhanh tay nhá. Nhanh tay là mình sẽ mua được nha các bác nha. Tiếp theo này, ngày hôm nay thì bên em còn ít thân quạt, thân đèn này, em sẽ sale giảm giá sập sàn cho các bác luôn. Đấy, ngày hôm nay bác nào mà còn chưa có thân đèn này, chưa có thân quạt này thì các bác nhanh tay nhá, nhanh tay này sở hữu luôn cho mình này, một cái thân đèn, một cái thân quạt luôn. Ui dồi ôi, giá siêu rẻ luôn các bác ơi. Là ngày hôm nay thì bác nào mà mua thân đèn, với một cái thân đèn như thế này nó sẽ sử dụng này 16 cái bóng led siêu sáng cho em ạ. Đây, 16 cái bóng led siêu sáng cho em, và chân pin sẽ là chân pin phổ thông nha các bác nha. Chân pin là chân pin phổ thông. Với một cái thân đèn như thế này, ngày hôm nay là em sẽ sale, gọi là sale lỗ cho các bác luôn ấy. Là 160.000 nha các bác, sale lỗ luôn. 160.000 em miễn ship cho. Đấy, em miễn phí ship cho các bác luôn nhá. Thân đèn là 160.000, còn thân quạt đây các bác. Thân quạt của bên em các bác nhìn giúp em này. Úi dồi ôi, tất cả là đều được sơn tĩnh điện hết luôn cho em. Là cái lồng quạt của nó sẽ là khoảng 20-23cm nha các bác nha. Đấy, size rất chi là ok luôn cho em. Rất chi là tiện, các bác có thể là mang đi đâu cũng được. Đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được nha các bác nha. Với một cái thân quạt như thế này nó sẽ có giá là 230.000 thôi các bác ơi. Quá là rẻ luôn, 230.000 thôi. Em miễn phí ship cho các bác nha. Đặc biệt ngày hôm nay bác nào mà lấy một đơn hàng, hai sản phẩm, hai thân đèn hoặc hai thân quạt, hoặc các bác lấy một thân đèn, một thân quạt, em giảm giá cho các bác 30.000. Đấy, thanh lý lỗ cho các bác luôn. Vì số lượng là còn ít cho nên là các bác nhà mình nhanh tay cho em. Các bác lưu ý cho em là mua thân đèn, thân quạt hay là thân máy là nó sẽ chưa có kèm theo pin nhá. Bác nào chưa có pin thì nhớ là mua pin cho em. Nào, pin là các bác cứ có những cái quả pin như thế này. Quả pin là chân pin phổ thông như này. Đấy, như một cái quả pin 10 cell của Mayta như này. Hôm nay bên em đang sell nhá, đang sell cái quả pin 10 cell của Mayta này, giá 250 miễn ship cho các bác nhá. Còn cái sạc này này, cái sạc này các bác gọi cho em là sạc đen 10 cell, giá 120 các bác ạ. Sạc 10 cell nhưng mà các bác sẽ dùng được cho sạc cả pin 10 cell, cả pin 15 cell luôn nha. Các bác gọi cho em là sạc đen 10 cell là 120 này. Pin 10 cell của Mayta chân pin phổ thông là 250 này. Đó, còn các bác mà muốn sử dụng được lâu hơn, các bác lấy những cái quả pin 15 cell. Đây, pin 15 cell của Hukan đây, giá 500.000 một quả các bác ạ. Cái pin này các bác có thể sử dụng được cho cả máy khoan, máy cắt bê tông nhá. Đấy, nào, bác nào lấy pin 15 cell của Hukan là 500, còn pin 10 cell của Hukan sẽ là 350 một quả các bác ạ. Tiếp theo thì em sẽ thử cho các bác về cái độ sáng của đèn này. Đây, đèn em có lắp vào một cái và một pin 10 cell, pin 15 cell đây, em thử cho bác xem nhá. Rất chi là sáng luôn. Đấy, nào, 16 cái bóng led siêu sáng cho em. Và cái đèn này nó rất là tiện đấy, các bác có thể để đứng như thế này này. Đây, để đứng như thế này nhá, hoặc ngửa nó lên như thế này ạ.
hoặc là cúp nó xuống như thế này luôn này. Rất chi là tiện luôn. Nào, với một cái đèn như thế này các bác có thể đứng như thế này, nào đặt ngay bên cạnh chỗ mình làm việc nha, rất là tiện luôn. Bác nào mà hay đi làm đồng, làm đêm, làm những nơi thiếu ánh sáng thì không thể nào thiếu cái sản phẩm này nha các bác nha. Đấy, còn thân quạt này các bác ơi, thân quạt này em lắp sẵn vào cái quả pin 10 cell này, em sẽ bật cho các bác xem. Đây. Đấy, quạt thì gọi là siêu mát siêu êm luôn cho em nha. Cực kỳ là tiện luôn các bác ạ. Đấy, số lượng còn rất là ít cho nên là em sẽ sale lỗ, các bác nhà mình quan tâm thì mình nhanh tay chốt đơn nha. Gọi chốt đơn luôn là sẽ có chốt được nha các bác nha. Chậm chân chậm tay là hết thì là tiếc gắng chịu luôn ạ. Nào, tiếp theo này em sẽ sale cho các bác đây. Úi dồi ôi, một cái con máy mài nha các bác ơi. Máy mài chuôi dài nha. Đây là con máy mài của Hukan các bác ạ. Mài Hukan đây các bác. Đó, máy mài của Hukan sử dụng điện trực tiếp 220V cho em ạ. Rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Nào, nguyên bộ sản phẩm này sẽ có bao gồm một máy, một tay cầm, một tay mở và một ốp bảo vệ lưỡi như thế này ạ. Nguyên bộ như thế này giúp cho em nha các bác nha. Ngày hôm nay có một cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác luôn. Với mức giá là 370.000 đồng các bác ạ. 370.000 đồng các bác sở hữu luôn một cái bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Máy là máy của Hukan, hàng công ty, hàng chính hãng. Máy chuôi dài công tắc bóp này sử dụng rất chi là dễ và an toàn. Đặc biệt nó sẽ có điều chỉnh 6 lút tốc độ này các bác ơi. Điều chỉnh cho em 6 lút tốc độ nhanh chậm nhá. Trên thị trường để các bác kiếm một cái con máy mài mà hàng công ty, hàng chính hãng có điều chỉnh tốc mà cái mức giá ngon bổ rẻ như thế này, khẳng định các bác không có kiếm đâu ra. Cho nên là các bác nào mà mình đang cần quan tâm muốn mua một cái con máy mài để xài gia đình hay là anh em thợ, hàng ngon bổ rẻ thì các bác không thể nào bỏ qua cái sản phẩm này của em được đâu ạ. Đấy, giá có 370.000 thôi các bác nhá. Máy siêu đẹp luôn, hàng công ty, hàng chính hãng. Thì các bác cứ yên tâm là 100% là hàng dây đồng các bác ạ. Đấy, chổi than bên ngoài như này nhá, các bác có thể là tự thay than rất là đơn giản. Máy là máy một tấc nha, máy không có kèm theo lưỡi cắt. Các bác về các bác mua lưỡi cắt, lưỡi mài phi 100 là các bác xài ok luôn cho em. Đấy, đầu máy nó toàn bộ đều là hợp kim nhôm hết này, lõi đồng, hàng dây đồng, lõi đồng ruột dài cho em. Công suất 800W các bác ơi, giá có 370.000 thôi, quá là rẻ nhá. Các bác mua thì mình nhanh tay cho em là sẽ có đơn nha các bác nha. Tiếp theo sẽ là một cái thân máy mài các bác ơi. Em sẽ share cho bác cái thân máy mài Hitachi này nhá. Em sẽ có thân màu đen là của Hitachi, màu vàng là của Daiwatt và màu xanh là của Makita các bác ạ. Công tắc bóp như thế này cho em hôm nay sale sập sàn cho bác, giá là 420.000 một thân máy nhá. Máy chạy động cơ không than này, chân pin phổ thông, máy một tốc, 420.000 một cái thân máy mài pin, quá là rẻ luôn các bác. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác này. Đây. Nào, em sẽ sale cho các bác là cái con máy khoan pin của Hitachi ạ. Khoan pin của Hitachi 12V như thế này nha các bác nhá. Giá cho em là 350.000 ạ, 350.000 một máy nhá, kèm theo một máy này, hai pin, một sạc. Phụ kiện là sẽ là đầy đủ giúp cho em. À, và hôm nay là em mới về cái đây này, cái dung gạch này các bác này. À, dung gạch là em sẽ có cả thân máy và nguyên bộ nhá. Các bác lấy nguyên bộ nó sẽ có theo hai pin 5 cell chân phổ thông, còn thân máy thì nó không có theo pin nào ạ. Đấy, bác nào muốn lấy dung gạch thì có thể là alo báo em để chốt dung gạch nhá. Máy dung gạch của Hukan đây rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Tiếp theo em sẽ sale cho các bác một cái bộ máy đây. Một cái bộ lam xích nha các bác. Bộ lam xích này, bác làm mà có máy mài một tấc rồi, các bác mua cái bộ lam xích này về cho em. Bộ lam xích 12 inch, lam dài 34cm này. Đấy, nguyên bộ nó sẽ có nguyên hộp như thế này này các bác ạ. Nguyên hộp như thế này giúp cho em nha. Giá cho các bác là 180.000, các bác về các bác lắp lại như thế này nha. Lắp như hình ảnh này các bác nhá. Sản phẩm không kèm theo máy cắt. Đấy, các bác về các bác mua thêm máy cắt, hoặc là các bác có máy cắt rồi thì các bác mua cái này về các bác sử dụng để cắt cây, cắt gỗ, cắt củi đều rất chi là ok luôn cho em. Một cái bơm đạp chân 2 bít tông này các bác, siêu đẹp, siêu xịn sò luôn cho em. Các bác sử dụng này để bơm xe máy, xe đạp, thậm chí bơm được cả ô tô nhá. Giá cho em là 250.000 các bác ơi. Bao đẹp luôn, bao xịn sò luôn cho em nhá, 250.000 thôi. Tiếp theo là qua cái phía bên này em sẽ sale cho các bác còn rất là nhiều các mặt hàng nữa nha các bác nha. Đây bên này. Nào, ngày hôm nay thì là bên em sẽ sale cho các bác cái thân máy khoan. Đây, khoan, thân máy khoan nu lông của Hitachi nha các bác nha. Đây, em sẽ qua cái phía bên này. Rất là nhiều các mã máy pin nha. Nhiều những cái mã máy pin
sale giá hời, cho nên là các bác mà đang may mắn theo dõi được cái video này, các bác nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn hàng nha các bác nha. Với cái bộ máy mài pin của Hitachi này các bác, đây em sẽ share cho bác máy Hitachi nha. Bu lông này các bác, đây bu lông đây. Nào, bu lông của Hitachi đây ạ. Bu lông của Hitachi thì xài rất chi là êm luôn. Một cái sản phẩm mà đang được rất là nhiều các bác khách hàng đã quan tâm và sử dụng rồi. Các bác đều đánh giá về chất lượng sản phẩm tốt nhá. Đấy, với một cái bộ máy bu lông Hitachi nguyên hộp em sẽ gửi các bác là 700.000 nhá. 700.000 là nguyên hộp, sẽ có một thân máy ạ, hai quả pin và một cái sạc cho em nha. Nếu mà ngày hôm nay bác làm mình đã có pin rồi, các bác mua thân máy nha, em sẽ thanh lý thân máy. Hôm trước là em còn lẻ mấy bộ thân đấy, mấy bộ thân là em sẽ thanh lý các bác là 350 một cái thân máy nha, và tặng kèm các bác vỏ hộp luôn. Còn các bác lấy nguyên bộ thì sẽ là 700.000 các bác nhá. Nguyên bộ là 700.000. Và đây là cái con máy chuyên vít của Hitachi đây. Với nguyên bộ chuyên vít của Hitachi thì nó sẽ là có bao gồm một thân máy, hai quả pin và một sạc. Pin sẽ là pin 10 cell cho pin phổ thông các bác ạ, đầu chuyên vít này, đầu gài giữ vít cực kỳ là chắc chắn luôn cho em. Thì giá tới tay các bác sẽ là 950.000 nhá. 950.000 các bác sẽ có một thân máy, hai quả pin và một sạc cho em. Đây là cái con máy khoan Hukan XC5 các bác ạ, sử dụng pin 4 cell. Máy là đầu Autolock 10 ly, chạy động cơ từ không than, máy hai chức năng như thế này. Nguyên hộp nó sẽ có một thân máy này, hai pin và một sạc, phụ kiện mũi khoan mũi vít đi kèm rất là nhiều nha các bác nhá. Giá cho em là 750.000 một bộ nha các bác nhá. 750.000 một bộ này. Và đây là một cái con máy khoan của Hukan, pin 5 cell các bác ạ. Con này các bác gọi cho em là pin 5 cell, máy hai chức năng. Con này thì sử dụng động cơ từ không chổi than, đầu kẹp 10 cho em. Nguyên bộ sẽ có một thân máy, hai quả pin và một sạc, và phụ kiện đi theo nó sẽ có hơn 20 chi tiết mũi khoan mũi vít. Giá cho em là 800.000 một bộ thôi. Giá rất chi là rẻ luôn. Rẻ hơn nữa các bác lấy cho em cái con Maita pin 5 cell này nhá. Đây. Maita pin 5 cell sẽ có 3 chức năng. Điều chỉnh 25 cấp trượt, đầu 10 ly tự siết, máy sử dụng động cơ có than kèm theo 2 pin 5 cell như thế này cho em. Nguyên hộp sẽ có một thân máy, hai quả pin và một sạc. Phụ kiện đi theo sẽ có hơn 20 chi tiết đi kèm. Giá cho em là 550.000 một bộ. Giá siêu rẻ luôn cho em. Đặc biệt ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay đây. Máy Hukan X1 Pro ạ. Hukan X1 Pro. Đây là một cái mẫu mới ra mắt thị trường nhá. Mẫu đời mới. Nó sẽ có nâng cấp lên hàng phiên bản mới, là lực siết của nó sẽ là 350 Newton và vỏ sẽ là vỏ chống và đập chống rơi vỡ. Khi mà các bác làm rơi máy nó cũng không bị vỡ vỏ hay là sắt cốt máy đâu nhá. Đầu bu lông rỗng này cho em này, máy bao đẹp luôn. Điều chỉnh hai chế độ và sẽ pin nó sẽ là chân pin phổ thông, và các bác nhận hàng nó sẽ có hai quả pin, một quả 10 cell và một quả 15 cell giúp cho em. Ngày hôm nay các bác mua cái mã này với mức giá là 1.500.000, nhưng mà đặc biệt này, hôm nay các bác mà lấy X1 nhá là em sẽ tặng cho các bác này. Em sẽ tặng cho các bác là một cái bộ đầu khẩu 12 chi tiết như thế này cho em. Là em tặng các bác một cái bộ khẩu bán bu lông 12 chi tiết như thế này. Khi mà các bác mua máy Hukan X1 Pro nha các bác nha. Giá sale sập sàn luôn, nên là các bác mua thì mình cứ nhanh tay chốt đơn hàng sớm là sẽ có đơn nha các bác nha. Các bác nhìn giúp em cái con máy này. Đấy, nhìn giúp em cái con máy X1 Pro. Ôi dồi, nó bao đẹp, siêu đẹp luôn các bác ơi. Khỏe cực kỳ luôn, một cái dòng truyền thống mà được rất là nhiều các bác quan tâm rồi. Tiếp theo ngày hôm nay thì bên em còn mấy cái này này các bác này. Đây. Đây là cái đế chuyển sạc điện thoại của Hukan nha các bác. Cái đế này thì nó chưa kèm theo pin và nó cũng không kèm theo dây sạc nhá. Là em sẽ cho các bác coi. Các bác lắp vào những cái quả pin như này này. Đấy, các bác có những quả pin 10 cell, 15 cell cho pin phổ thông này các bác lắp vào. Đấy. Lắp vào như này thì nó sẽ có này, một cái đèn đây các bác, một cái đèn. Đấy, và ra hai cổng sạc điện thoại này. Các bác cắm dây sạc điện thoại vào đây nhá. Đây, em đang cắm thử cho bác xem này. Đấy, cắm dây sạc điện thoại vào đây, nó sẽ có hai cổng, các bác sẽ sạc được hai cái điện thoại nhá. Một cái chân sạc như này thì nó không có kèm theo pin và không kèm theo dây sạc nha các bác. Giá cho em 180.000 thôi các bác. Các bác gọi cho em là đế chuyển sạc điện thoại của Hukan, 180.000 thôi các bác nhá. Thân máy cưa kiếm này các bác ơi, thân máy cưa kiếm của Hukan thì rất chi là to, chắc khỏe luôn cho em, chân pin phổ thông nhá. Giá cho em 650.000 thôi. Giá 650.000 một cái các bác ạ. Đó. Đây. Máy khoan của Hukan này. Đấy, logo dập nổi cho em nhá. Công suất 550W này, phù hợp cho các bác bắn tôn, bắn vít chuyên nghiệp nhá. Giá cho em là 399.000 một cái ạ. Bao rẻ bao chất lượng cho các bác luôn. Máy cắt gạch của Hukan đây các bác, sử dụng lưỡi 110 nhá. Giá cho em là 750 ạ, 750 cái con máy này. Đấy, giá rất chi là rẻ luôn. Tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm này cực kỳ là ok luôn cho em. Nào, đây máy, đây
máy mài chai các bác ơi, máy mài chai. Đó. Máy mài chai nhá. Công suất là 400W, giá cho em là con này giá là 400 nhá các bác, 400 có điều chỉnh 6 nút tốc độ luôn này. Đó, bao rẻ cho các bác luôn. Đây là con máy chuyên vít của Daiwat đây nha các bác nhá. Chuyên vít của Daiwat này, mã XR, chân pin 3 cạnh, kèm theo hai pin giá 1.150.000 nha các bác nhá. 1.150.000. Đó. Còn rất là nhiều mặt hàng nữa các bác ạ. Một cái sản phẩm này này mà rất là nhiều các bác cần đến này. Đây. Một cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 3266 TDL GT. Các bác có thể là kẹp dòng, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo điện đứt ngầm được các kiểu luôn. Đặc biệt có chức năng chống đo nhầm điện ạ. Khi mà các bác cắm nhầm điện vào đây là cũng không bị chập cháy đồng hồ nhá. Giá cho em là 280.000 thôi các bác, 280.000 thôi. Em miễn phí ship hoàn toàn cho các bác nhá. Đấy, giá rất chi là rẻ luôn. Ngày hôm nay thì bên em cũng còn một ít cái sấy tóc này này các bác ơi. Máy sấy tóc này. Em share cho bác là máy sấy tóc là 200.000 nhá. Máy sấy tóc công suất cực đại đây. 5.000W các bác ạ. Giá 200.000 thôi. Bao rẻ cho các bác luôn. Đó, là thân máy khoan bê tông đây ạ. Thân máy khoan bê tông pin này, chân pin phổ thông này các bác. Giá có 730.000 thôi nhá. Cái thân màu xanh cốm này này. Đấy. Đây này các bác này. Đây. Giá 730.000 cho em nhá, là thân máy nhá. Máy hút bụi này, vừa hút vừa thổi luôn này, có 550 thôi ạ. Rất chi là rẻ luôn. Còn rất là nhiều các mặt hàng khác nữa nha các bác nhá. Nhưng một cái đoạn video ngắn thì em không thể làm mà chi tiết hết được. Em hẹn gặp lại các bác trong một cái đoạn video sau. Em sẽ share cho bác nhiều mặt hàng hay hơn nữa nhá. Các bác nhớ là đăng ký kênh và bật chuông thông báo của bên em lên nhá, để đón xem những cái video tiếp theo ạ. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác nhá.